nay năm rồng con hồi rồi à. Năm thìn bảo lục tới kìa. Chào ba. Chào ba. Bữa nay dọn đây ăn cơm rồi ha. Bà nắng muốn chết kia về thật quá mệt đi. Rồi bà nói với con ha. Thôi để cho bà xuất ra một chút coi con miệng kia nói để ông gái một chút. Bà ăn nhiều ngon dữ chứ bà. Bà nói mới đem xào ra. Ủa bà ăn sầu huyết đó nè. Bà nói sầu huyết phải ăn chứ. Cái nồi canh mới nấu đây rồi. Cái chảo này lâu ngày rồi. Bà nói chiên hoài nó dày bôi lắm. Trời ơi ngon thiệt. Có cái đó gì đâu bà. Bà nói cái gì đâu ngủ qua hàm à. Hồi thì mấy cộng ra ban liền mà nói chứ còn dạng đại nó đi rồi cái gốc cũng đang đi rồi còn có mấy con sợ gì. À, bà ơi con trả tiền giống rồi đó bà. Chết rồi hả con? Nè bà cái ông chủ nhà trọ ông nói cái giống này là giống tốt nè bà xài không có biết hư nè bà. Làm không mất tiền bà ơi. Mất tiền hả con? À, nói nó có giống này 700 ngàn đó. Bà biết nhiêu tiền không? 150 ngàn. Trời trời, 700 ngàn đó bà. 700 ngàn luôn á con à, bây giờ 700 ngàn. Ông chọn người ta trả 1 triệu mà ông bán mà ông mua, ông nói để cho bà là 700. Ông tiền gọi luôn hả? Cho tiền gọi rồi. Mới trả nè, mới trả xuống đây gặp bà nè. Bà thấy cái giọng này là tốt không bà? Thấy cũng cứng lắm đó nghe. Nga bà giọng nhiều 700 ngàn ha. Giống được không bà? Được mà. Có mắc không? Bà nói mắt thì cũng thấy tồi à, quá giống được rồi à. Giống kia nó rẻ, giống kia có chừng 400-500 à. Mà giống kia không bằng giống này đâu ơi, giống này là tiếp này tiếp dày á. Còn giống chợ nó mỏng lét mà nằm chút xíu là bẹo á. Thấy không? Mua này cho chắc ăn. Ơ bà nói sao không đem ngáp cho bà? Chưa ngắm còn bộ nào chưa? Trời mới đem 7-8 bộ hết vậy? Lưu danh của sao giờ? Khăn sao không kìa? Sao bà không dắt? Dắt đâu chú cái không à? Hết trời bao nhiêu chút đi mua với bà nghe à? Các bạn nói chú đi mua đây à? Cái chị ở Sài Gòn á, gửi cho bà 1 triệu mà mua cái giỏng. Nói 700 ngàn. Lần này hết 700 ngàn đâu ơi, còn chừng nhiêu 300 ngàn bơ. Như 300 ngàn cho đây đi, chút đi mua cho bông coi. Mà như 300 ngàn bà tính định làm gì? Mua cho bông. Cho bông rồi. 250 ngàn đó. Giờ con đưa cho bà 300 ngàn là đủ luôn ha. Cho bông vô ba chơi gà với lại bà chúa lấy gạo với bà chơi gạo ăn giờ có cơm nó ăn ở nồi không? Thì lấy tiền này mua gạo đi khỏi là bờ ai lấy? 300 ngàn nha, tôi gạo đủ à. Đủ, trời, 1 ký có 100 mấy à. Đi, 1 ký 200 hả này. Bà không biết đâu, mua thì mua đại đi, mua gạo gì cho bà, mua gạo dằn hơi cho bà đó. Chừng nhiễu là cái chén đâu à. 300 ngàn là đủ hả à, con hả, bà nói dòng tiền. Đủ của người chị á, Sài Gòn cho bà 1 triệu là mua giỏng đó, giá giỏng với giỏng luôn đó bà. Rồi, cũng như là 300 đó. Rồi, tới 700 ngàn nha bà. Cái giống này nè, làm đi kỹ nha bà. 700 ngàn à, bà nói cái thứ gì à. Bà nói ăn bia chắc à, của bà mà chắc. Bà nói đúng quý vị với bà, đang lấy tiền biết làm gì. Bà đời đời chẳng có ai trên đời gạo để nó chúng nở gì nó sao vài tiếng màu tới chiều cũng sao cũng cháy nè. Giống này là chắc lắm nghe bà. Giống này giống hàng chứ không phải giống chợ đâu nghe. Ông nhà trọ nói gì đó. Chắc mà nói đây chắc cũng nghe ha. Bà nói ồ nó điếc thấy bà nội nó nghe vậy. Sao không nghe điếc đâu mà điếc. Bà nói hả con vợ nó ăn cắp cá cua của bà nó mà chưa. Gì hả? Bà mới mua 2 cái cua bổi để đó nhà nó lấy mất rồi kìa. Trời chừng mèo ăn á. Ờ vậy hả, chắc mèo ăn. Mèo ăn á, nó quan cho người ta bà. Nè cái lỗ này là bự nè, phải không? Rồi bà đi đó, bà không đóng cửa đó. Mày nó vô tha. Bà đóng cái phòng của bà nó vô được sao, cỏ kia mới vô được à. Cái lỗ bên kia kìa, làm gì nó bà không vô. Bà đóng cái phòng của bà, mèo nào vô à, cỏ kia. Bà đi ra nó sẽ ý, mở cửa ra, không đóng lại á. Nó mở cửa, bà thấy luôn, đừng có nói, ồ hồ bà. Nó mở cửa bà thấy chú về bắt lưỡi lên à. Con nào ăn được ăn liền ăn bà đi à. Chưa rồi bà mệt bà về nhà còn nghỉ ngơi à.
Bà định đi đâu bà? Bà nói là em chạy mua một chè bông. Nó bà ông mới nè, mua đem về mà mặc liền đó mà bà kiếm nó hết đầu vậy. Còn 5 bộ của bà đâu mà ngang 5 bộ à nghe à. Còn 5 bộ nữa là bà không trả cho bà luôn đi, không trả à. Là bà cô bà nói chừng nào may xong rồi bà điện vô cái mộc luôn. Lấy cái mộc 5 cái luôn. Đâu quá. Bà đưa ông bà lâu lắm rồi lại sao nói vậy không? Mai chậm chạp quá ha bà. Bà đưa cái tháng rồi còn gì nữa à. Thì bà mặc đỡ mua 6 cái này đi. Chưa có cho bà không sao giặt. 6 cái nữa đó. Ồ, chút bà đi mua cho bà với bà đi. Chút đi mua cho bà với bà đi ăn con. Bà ăn hết miếng ăn, miếng cam của bà rồi đi. Rồi ăn hai ba con rồi đi được rồi. Chút giờ ăn sao. Ồ, bà mới quay, cái gì quay tiếng hồn nữa ăn sao. Ồ, bà chỉ có ăn vài con nữa à. Ồ, canh bà ăn chút xíu hết rồi. Bà ăn, bà ăn cái gì vậy? Thịt heo, thịt bò hả? À, bà nói không biết đâu, ngày qua nó đưa thịt gì không có nhớ à. Trời bà nè, ai mua thịt bà không nói thịt gì chứ. Bà nói thịt bò giống quá kìa. Vậy tôi thử bà ăn thịt cây đúng không bà? Có ăn luôn mà con gì bà ăn hết trơn à. Kỳ vậy, chứ cô Dũng ăn chân tại. À, bà nói tại bà đẹp nó ra, bà thương nó ra, nó luôn mẹ chứ rồi. Kìa bà ăn tủ không bà? À, tủ cũng có à, lương tính nó cho hoài 4 miếng à, một ngày ăn hết 4 miếng con nghĩ đi. Sao không thấy bà ít ăn thủ à? Vậy bữa nào mua vài miếng thủ cho bà nha. Sao nãy con bé chợ mua cho bà đi. Quên tút luôn. À, kho lạc lạc ngon lắm nha con à. Có cà chua à, với vài cục sườn à. Cho mẹ đậu hủ mẹ. Vậy nữa bữa sau là mua mấy miếng thủ cho bà. Rồi mua hẹ luôn á, nấu canh ăn ngon lắm bà. À, cái đó sao hẹ à, ông vui ăn hoài bà nó vui ghẻ chứ ăn chứ à. Bà nói con sò này nó không có giống, bà nói nhà nó không có giống à, không giống à, bà nói nó chê, bà nó không giống thật thiệt đó. Sò chưa chín tới đâu à. Bà nói chín quá không có ngon à, bà nói ngày xưa cỏ chín đâu rồi, nhưng mà Hạ Hồng Lan à. À. Hạ Hồng Lan con biết không, Hạ nó đang bò cái Hạ Hồng Lan. Vậy con hỏi lại nè, tiền đi qua đó còn không? À, tiền hôm qua còn, đi chợ làm gì hết chứ, để dành nè, à. Ông vui nói để dành đi, có khi đi ra không có tiền tôi à. Tôi nhắc bà, đi đêm nó không mà sao. Nhắc bà thường thường qua đó, sợ bà làm gớt á. Không có đâu bà cắt kỹ vậy gì hết à. Còn thiếu bằng triệu nữa cái gì mà nhắc nha. Triệu của chị Mai á. Triệu để dành trả tiền cho nó à, ba tuần nữa nó đòi à. Yeah. Ba tuần lễ nữa nó đòi con phải nhận à. Con phải dành ba tuần nữa nhiều nha. Ồ con sò này mới chín tới ngon quá trời ngon à. Ồ giống mình sò đó à. Một tháng mà như tiền bà. Đồ như bà biết à. Một tháng mà như tiền mà không biết. Bà nói nó đòi hoài biết chuyện gì. Tháng nào nó không kê lên. Kê bán nhiêu tiền? 1 triệu hay chú mấy? Có 1 triệu, em đầu tiên chú 2 à. Chú cuộc lại chú mấy? Dạ đầu chú 3 luôn rồi kìa. Kỳ vậy? Không ai biết chuyện nói đòi hoài. Bạn thấy nằm này thoải mái không ạ? Mát lắm con. Mát. Được nhiều việc của bạn. Nhà cái người đó cũng công đức chứ lắm á, nên mua vui giống cho bà nằm đấy nghe bà. Vậy à con, ồ, vậy là nó gửi tiền cho bà 700 hả con? Gửi bà 1 triệu đó. Ồ, chịu ba con à, được quá, nhỏ nó cũng được à. Sao kêu tới gặp bà nó tới vậy à? Làm ở bên đọc công ty đó mà chị mà giống tiền cho bà đâu mà. Cái công ty nào với con? Công ty ở Sài Gòn đó. Ôi trời, Sài Gòn xuống đây xa dữ à, nó gà tới thì đặt gửi à. Thì gửi vào mua giống nằm nè. Rồi dư lợi 300 ngàn đưa cho bà đó mà nhớ hả? Tới gặp tôi đặt gửi. Tới tự tay đưa bà, được không à, dẫn bà vô shop con này kia nọ, được không, gửi à. Gửi cho chị gửi bà, vô đây gặp bà lại đi. Có đứa nào được không? Dẫn cái bà vô shop mua giải, đâu có được không à, được gửi. Không dạy bà đồ mà không đủ gì mà đòi mua hoài gì? Bà đi mua này mua nọ về nấu sẵn cho bà ăn cũng không. Bà ơi con biếu bà cái này là tối qua con có nấu sáng con đem đi cho bà liền. Đi trên đường chạy lắm bà nói, con nói với bà tức biết nấu mới được à. Nào được rồi đừng kể quá mời bà không ăn à. Ai mau mau nấu rồi bé ông rồi đưa đi cho bà đi. Đó là như vậy bởi vì cái bữa không có biết là cũng thành cơn nhau đâu mà. Ồ bởi vì tập cái này theo bà hoài. Bà nói không chịu đứa nào tới gặp bà chứ không đứa nào làm gì bà. Thì mua lại mua con gà vậy thì nấu cho bà đứa con, còn đứa con để dành nhà đi. Ồ nấu cái này đem cho bà ăn nhiều nhiều ngày quá mua được dụng vô gầy.
Ừ, cho bà chài cho chừng chén hơn chén thôi đem cho bà đi. Bà bên kia bà lo cho bà ăn kia cái gì á. Thịt kho bà gà được quá. Bà đi kho bà con này cũng mới kho để bà kho thấm chút ăn thôi vừa đừng thấm quá. Bà cho thịt gà tôi cho thịt heo. Vậy được quá không được. Bây giờ nói với bà gì nè. Cho tiền không bà làm cho bà có tiền à. Bây giờ nói với bà bây giờ là bà nghĩ làm cho người ta đi. Không có gì đâu. Cho làm cho bà chồng nói bỏ bà này. Rồi. Hổng dài tình hình ở trên thiên như sao ạ? Đang đến ngày nào ông Dung gọi cho bà vấn đề này vấn đề kia. Rồi nói với bà là coi gắng lo công việc trên này cho xong đi rồi ông Dung lại rước bà. Bà nói ông Dung nói có con ở bên cạnh bớt lo một chút. Khi đâu có con trả là bà nói là gì cũng được đi. Khi đâu có con trả là xong rồi còn buổi sáng này tập thể dục mới về. Làm như vậy. Bà nói nằm ở nhà đau mình lắm sáng phải đi đó là như vậy. Sao lúc này hạn hán quá bà? Sao bà nói thì giờ mười tháng mấy tháng bà mới đầu tháng đầu năm. Sao bà đưa ông Dương đồ nhả mưa xuống rồi bà? Không, trời trời cũng phải có giờ giấc chứ là năm nay là năm rồng con khỏi lo. Năm thìn bảo lục tới kìa con nhìn con đã khỏi cầm. Con nhìn khói đó khói biết khói trời khói đất là đất đốt đó. Lúc đầu con biết không thì ăn dạy con nữa nghĩ tiếng hai con quay đúng tiếng mới được hai con ra gác quay cho bà đi nghe con. Quay đúng tiếng nhưng mà bà mới đi về mà có thằng tiếng để thằng nhà chó nó trời ơi bây giờ nó ganh dữ lắm luôn ai mà chở bà nó ganh à. Nãy ngủ cũng nói là rồi xuống với phòng bà nó dọn dẹp cho bà sạch sẽ đó mà bà la quá trời luôn rồi. Có gì đâu, một trái cây, hai ba trái cây để đó, có gì hai ba chục dịch cũng có gì đâu, nó la hoài. Cái bà để như là mấy có nhiêu đâu, hai ba chục trái cây, hai chục trái, nhiêu đâu. Bị hôi đó rồi. Bà gái làm gì hết, có gì đâu. Bà làm hết chưa? Bánh con mua mấy bạc nữa, có gì đâu, có ba thứ này, bà mua bốc thứ có gì. Rồi có tính mua cái bàn cho bà đó. Nó dặn nó dặn cái gian gọi nó không? Bà ngồi nửa ra là nói bà để bàn đó là bà để cho đó rồi đồ nó còn thằng càng thú nữa. Thôi để vậy luôn, không mua. Thì ông vui bẻ nó đi khi cặp đồ với bà nó liền với nhau. Phải không? Rồi ý bà cũng muốn để cái bàn đó bà. Nói bà ăn tại chỗ luôn là để nó không đem lên đem xuống mất không lo à. Là ý bà khỏi mua đúng không? Có mà nó có cho xài đâu. Không đó. Có mua chứ đâu nó cho mọi người đâu. Bà nói cái bữa nó dành hoài mấy bà đi hết sức đâu nói bữa nó quên kinh qua đây rồi nó kinh về nữa à. Con vũ gạo hết cho ăn đi đặng lấy cái bao đi lại đầu chúa lấy gạo coi bà chúa là nhận gạo nhiều lắm nào miếng phương nó cho miếng phương nó cho miếng phương nó cho lấy tao lại đặng lấy gạo về ăn mua chỉ tốn tiền có 300 ngàn là sao mua tiền nếu vậy thì tiền bà đưa người qua cho bà đó để mua đồ ăn. Bà chú có gạo thì ăn lấy đi. Còn tết bà chú đem gạo ăn chứ đâu. Chịu khó lại đặng lấy được rồi. Nói hoài chịu nghe chịu khó lại đặng lấy đi bỏ tốn tiền. Sao quá không có nguy hiểm bỏ không nó bị phạt đó. Nhiều chịu hoài. Không lấy đi để đặng bà chú ăn luôn. Cái áo của ai bà? Bà áo bà lượt ngoài đường á. Nó đẹp quá hả? Bà nó đồ dơ đựng dụng tới áo lợn của ta sạch nào đụng gì cho bà làm chi cái tiền đừng thấy nó còn nguyên rồi lấy vô bà nói còn nguyên gì mà dục bỏ còn nguyên gì mà đem dục bỏ còn đồ bây giờ nó quý hơn gì nè bây giờ là tôi nói với bà gì nè giờ bà kêu Dương mưa xuống rồi bà quá trời nắng hạn rồi nè nhưng chúng không có nước uống luôn nè bà nói mưa bà nó có hết đâu anh nội uống nước thuốc không nè bà nói nó đổi nước thúc sao bà nói với con có biết chuyện tao ăn bà nói với con là nó đổi nước thúc sao nó định nói thùng 10 ngàn uống hoài vậy à còn nước mưa thì bỏ nó chê hồi đó nước lá cái nhà lập lá bà uống nữa lá chuối bà còn uống luôn nữa bà nói nước lá nhà nó chê giờ cho nước ton không mà nó cũng chê mà nước uống 10 ngàn thùng mua hoài bà mới vận động nhiều khó sách nước lên xài đi được ở với bà chịu nghe không nói bọn mang ra nữa giờ bà nói nha bà
hỏi an ninh trật tự là gì, nói rồi chút còn chở bà đi chưa, rồi lại làm chợ còn gì ăn có chút xíu thịt rồi ăn hết rồi chút cơm lấy gì ăn. Mà có chuyện gì mà kể ngay chút xíu mà. Có chuyện gì giờ bà nói cái gì không, nó ngựa ra chồng trời gáo nó bỏ anh hay ăn cái thứ hai nước không chịu sách, cái thứ ba đồ nó chê đủ thứ chê nó không chịu mặc. À toàn cái bản thứ gì đâu không à, cái thứ tư biểu sách nước thì không chịu sách, cứ xài cái thùng hoài. Ờ, 10.000 xài hoài, còn nhà khối nước cùng khối này tới khối kia. Bà nói con vậy nó ngựa động trời, nó cái gì đó chịu nghe hết trơn. Chịu có sách nước xài đi, đỡ tốn tiền nước. Tháng đỡ 10.000 cũng đỡ 20.000 mình cái lắm rồi. Đi mua được nữa cái xò ăn à. Cái gì nó buông chịu trên, nó đèo bà nó xài nước cho bằng được. Bà nói với con bây giờ chịu sách nước không sạch. Bà nói là khúc chợ này đã đi ngay chỗ đó nước chảy nước chảy vô chảy ra thường xuyên không xài. Ồ nước giếng đẹp quá mà xài ngày xưa cần giếng nước này có. Bà nói là hả phèn không còn phải xài nữa. Nhỏ ở cái giếng này nhiều cũng phải xài đó. Ồ tới mùa mưa đổ xuống đó cũng phải xài. Ồ mà bây giờ nó chê nó khen đủ thứ chê cái hầm gì đây nó chê. Còn nước thì cũng xong chảy ra chạy vô hàng ngày chưa chắc đơn xài cũng xanh. Mày đòi sống với bà sống sao? Nói cái gì không chịu, đứa nào không chịu nghe. Hai bà thì bà nói bây giờ đứa nào cũng chạy được hết chứ. Dạ như dạ nó không chịu nghe. Đúng là không liên. Liên gì vậy? Bà nói quốc gia về nói con nghe, đừng nói bà nói. Bà đây, bà ngày xưa bà tập gặp bà quốc gia, nhưng bây giờ bà về hưu rồi. Cho nên mấy thằng bông lúa vàng nó khi dễ bà đưa ông vua ra nó càng khi nữa, nó vua nhỏ xíu à. Nó nói bà có mấy tuổi đâu à, mới có 15, 16 à, bà 150 tuổi nó không hay à, nó có 60 tuổi hoài. Nó nói bà nó xa 60 tuổi à, bà còn kêu mưa bà phải không, nó nói bà 60 tuổi hoài à. Vô giờ bà mấy ngàn tuổi con biết đâu, bà mấy đời của bà rồi. Tuổi bà nhân bên ngoài biết bao giờ nhân nổi. Ôi con trời này được nào. Bởi bà nói với con nói hoài là chuyện mấy đi ngựa này đâu à. Ồ, để đâu đó cũng có tài đâu. Dùng cái trên này là lúc thì càng có gì đâu chim nào. Nhờ bà để có chim nào. Chị chú quốc lộ đâu ra mà nói không phải à. Ồ, cái lộ của bà này thôi. Nói mấy người cãi. Quá hai con ngủ đặc biệt gọi em to chứ con luộc hả không hết trơn hả chị, rồi bỏ mất cá uống nước nè. Nó thả là cứ ăn nào. Cái đó mấy đời ngày xưa mới có xò này, bà đi đó đi đây bắt đầu là ngồi làm cái gì phải không, bà nói với con cái này chút xíu nó ra hết, bây giờ nó chưa ra đây rồi. Ồ con là xác giờ ăn gì chưa con? Cơm chưa, nói bà nghe coi. Rồi bà ơi. Rồi hả con, giờ mấy giờ con? Giờ cũng chưa trưa đó bà. 11 giờ chưa con? Chị á, 11 giờ chở bà đi mua làm chợ coi số đồ này đồ kia. Tiện mấy chai ga nó vừa không, mới vừa nóng hết 2-3 chai kìa vô luôn. Mới lấy quà đi rồi. Còn 4 chai kìa con ơi, mà trong nhà này tới 7 chai à. Còn có mấy chai đồ hết chỗ gội, con nó không với bà làm gì. Lời lãng nhờ lúc bơm kêu gầu thì ngày mới khỏi lo. Bà nội xa dữ vậy bà? Bà nội đi dặn chợ mua mấy con sò để ăn, với thịt bò ở đâu nó bán. Lâu quá nhớ sò ăn con hiểu không, mà nó ra đi chơi ngoài đường ra đi mua. Sao mà, tại sao mà bà ăn sò này như thế nào vậy bà kể nghe không? Bà nói là kỷ niệm lớn nhất là bà chỉ nói là con vợt. Con gợp đẻ con sò à, bà nói con nào cũng có bằng nhau rồi điều á, bà ở dưới biển á mà nó tự mọc lên à, còn bà biết cả chưa rồi.
Bà biển cả là bà không biết ăn sò. Bà nói là bà biển cả, ngày xưa bà biển cả là bà. Ngày xưa có biển cả, có bao. Rồi công chúa Long Dương là ai các bà? Ô thì bà chúa đặng kêu mày đặng lấy gạo xong đi. Bà chúa bà đẻ ra gà bà chúa gì nữa thì bà này bà chúa đây. Bà này bà chúa bà đang ngồi bà chúa là con kêu bà nè. Con kêu bà là bà chúa. Công chúa Long Dương đó là như con sò này nở ra đó bà. Bà nói con sò nó có đắt gì nở dưới biển á. Còn cái bà chúa đi xuống dưới thấy nó. Rồi làm gì đó bà? Thấy nó là gặp bà hả không ra. Bà chúa thấy gì bà chúa dắt đem lên đem về nhà để vô cái nồi dắt lên cái tóp lại rồi nó như ra vậy nè. Cái hồi trời lúc bà chúa thấy thì hả không vậy bà nói với con hả không chết mẹ mất tiêu của móng tay của bà sao gỡ được nữa thì bà nói như vậy thì chúng ta gì chưa tính ra con đem lát bà gan lại nghe rồi chở bà đi chợ đi con ơi hết bữa sáng nào mà nhìn nắng không ai bán đồ ăn nữa có nhiêu đây sao ăn bà bắt thường bà chở bà đi chợ đi hết trơn đồ ăn có miếng sò ăn khơi khơi gì chứ bà nói với con ăn được đâu ăn chơi gì chứ ăn cơm sao được lỡ nằm dạ mẹ luôn giờ con ở đây mà chết này mời ăn miếng sò nữa chơi nãy giờ ăn nha với bà đang đi ngồi chảo giống bà chút bà đã gửi ra con ơi gửi con nào được ăn em con đi chơi bà đó tôi bà lên hình bà nói rằng bà cái qua cái này người ta có cái sò rõ ràng rồi bà nói là giống khách sò của bà chưa đó chính đi chơi người còn đang sống này bà đã lại cho con ăn bà đâu con gỡ được à chịu quá chút là được à đừng có giỡn mặt với bà nghe tại bà chưa chịu có ăn đỡ tôi cắt rồi đi này nè còn mấy chỗ sống không cá lóc không cá đặc sản không ông chú rể mua nhóc cá bự bự không ăn gì nữa vậy bà bà nói nằm dạy nói nó không có ăn bà nói dùng bánh thiên ngược không thấy bác các con được thôi chia bà con mấy cái thái tử đồng cùng ở dưới đó là đâu có quyền hạn gì mà để chụp làm chú mưa đó bà nói là trời nắng trời mưa là do nơi đất với trời nhưng mà ông vua là ông vua đều được phải không à tôi được sao bà không kêu ông vua đều nhưng mà bà nói là phải đúng giờ đúng chất à đâu có điều giờ nào ông đều được ngồi trời chứ giờ hạn hán này sao này nào giờ đã ớt máu con à tháng hạn phải là tháng hạn của tháng nắng và cả tháng nắng của tháng mưa cả tháng mưa bà nói cho biết vậy không người sao mà năm nay nó hạn quá trời luôn này mấy tháng rồi tháng nó toàn 3 tháng rồi đó chưa mưa luôn á mới có tháng 2 rồi tháng 3 hồi nào còn tháng luôn không bà nói tháng rồi mưa tới giờ lúc đó không có chỗ mà đụng mưa lắm đã có năm tình bão lụt và ngang đất luôn á đáng nhận là bà nói là bây giờ là bà đi xuống này bây giờ cho mưa xuống đắp mà đắp đi cho dân chúng nó có nước này mà nói gì đi rồi bên kia giờ làm sao bên nước nó là nợ quá à bà không nói gì chân không được rồi bà bảo bà nói là bà nội của bà mà nói bà lo cho con cháu mà bà anh nói cho con cháu bên trên mẹ bằng bà lúc mà có nước mưa đẹp kiểu nước đâu chờ bây giờ làm ruộng giờ khô héo hết trơn không nước tưới nữa kìa ơi mấy cái gặp được chờ mùa mưa rồi ta nữa mấy cái gặp bạn thấy à gạt bà hoài à giờ mà nói chừng nào mưa đi rồi mà mọi người đều tin bà này bà nói nó biết hết trơn con đừng nói nữa nó biết tháng mưa là mưa nó nói tháng 2, tháng 3 là mưa mà qua tháng 4 mưa liền tháng 4 mưa tới tháng 5, tháng 6 lúc nó mới giữ lên. Dạ, tháng 4 mưa bà. Lâu tháng 4 mưa. Mà tôi nói tháng 4 đi. Vậy này là gần nửa tháng 3 đó bà. Chưa mưa quá, tháng 4 mưa quá. Cô Huy nhận nghe. Là cái gì? Ký vào nghe. Là không có không được các bạn. Bà nói năm nào tháng 10, tháng 4 mới mưa chơi nha. Mới mưa nhiều là chuyện của trời đất. Theo tháng 3 này có mưa không? Chưa biết được, để tới tháng 3 đó hả? Và tính toán là cái thủy chân kìa. Bà nói bây giờ tháng 2 chưa hết nha. Vậy? Mới hết tháng 2 à. Còn một tháng nữa trời mới mưa. Tháng 3 mà. Bây giờ tháng 3 thì bà nói một tháng nữa, tháng 4 thì mưa. Năm nào cũng vậy. Mà mới mưa năm nay bà nói còn mưa khỏi tạnh luôn. Ý là cô kêu bà mưa sớm đi ngay bây giờ này. Ngay như vậy mà đó, kêu mưa chứ ngay. Chứ vô cái ngày tháng năm là mưa rất là bình thường rồi, năm nào cũng vậy.
Và nói giờ cực cái gian trả lời lại với con cái chuyện đó tới giờ giá phải tính. Bà nói được ra nhiều với anh, bà nói giờ giá bà tính lũa này nó khá qua bố rồi. Bà nói này là giải bố hả? Nè, vui cho bà. Bà chúa với bà vua hai bà. Rồi mấy cái bánh tròn của bà chị mua cho tất cả các tròn nhỏ. Cái chuyện nó có con tròn ở trên rồi đó. Sao kỳ gì? Bỏ bà lăng lắm chứ ngờ. Bà nói cho con giọng cái dục mà đường không. Hay bà chú mua cho nó này bà lấy một chùm tấn nè bà. Bà chẳng biết lấy gì, con phải mua trên trời đi ha. Bà biết chi tiết trong một chùm không bà? Cái nghe. Ông gì? Chùm á. Ông chùm gì? Chùm lại chùm lại con chi á. Ơ lại kiểu bạn. Đó thằng biên cái gì? À con chi. Là ngày sao bạn? Bạn nói là nguyên thằng cái tục. Tu ta là Phật mà kêu một chùm mà. Ôi trời, chùm á được mấy chùm lúa lấy hết là có. Ba mấy đời nó tu đâu? Không tu mà sao tôi kêu một chùm? Thì bởi vì mới đặt nó thành chùm là chùm lúa là bà con này nhà nào cũng che chùm lúa cho cửa nhà này có. Đi hả? Ông lại ngay cả nhà khác nhìn nhìn trên là mấy con lúa che treo là nó cá bê băng là nó là chùm lúa có gì? Mẫu ta là mấy em mà nói đó. Bà nói con bị bà nhà người ta ngay cửa lên, nhìn dòm dòm lên thấy là treo sáu mấy bông lúa này nọ. Đó là cái... Đó là cái cơ đó hả bà? Ừ. Có lý là nhà nào lại nhà dòm dòm lên hay là có ba bảy cái bông lúa treo là nó. Này chưa tức như thế nào mà thấy rồi. Tức là bảy bông lúa bà đem đi xạ là không giống chưa chơi đem đi ăn. Rồi treo hoài, treo như trời trồng vậy đó. Lúa mà gieo trên nóc nhà làm sao mà lên, hay cửa nhà cho lên, không gian cho lên được, gieo đất mới lên. Bởi vì hát lúa cái gì hoài, không gieo luôn để hoài. Để cái thứ gụng gã rồi, chứ này con này kêu lên ăn là dễ thôi. Gà lên. Nhiều khi nó quét hàng ba mà nó phải quét rồi, quét hết đất đâu đó, con này kia nó ăn. Giờ ông vô cùng bất khổ, cùng dương nó như thế nào vậy? Dương là gì chị đâu? Vô cùng ngày nắp dưới nước hết mà. Bạn nói là phải chung chợ gọi là mẹ ở kia. Vô Hùng Dương là gì nào nữa? Con đi về được đó nha. Tới là lên tượng nào. Hả? Con chạy dài dọc đường á. Khu vực nào ví dụ như chỗ trong viên hay chỗ nào? Chục vơi. Ở ngoài bắc lộ con thấy đứng cái nào? Thế đứng nè. Làm sao mà cái đứng được? Tượng lên. Cái hình tượng hả? Đồng Dương đó, nơi nào không có. Thì bà, mà có. Thì ông Nguyễn để ra không, không có được. Thì bà nói chuyện nói gì cũng có chứ không à. Thì chỗ cửa nào không nào vô Hùng Dương. Thì ông có ai nữa, ông có chẳng ăn đó, thôi ở ngoài. Thì ông không, bà này bất lộ nào cũng đứng ở trên chỗ nào cũng đứng nào. Thì bà nói chuyện tích của ông về ngày xưa như thế nào kìa. Thì bà nói đó là nhà ông Nguyễn, nhưng là Nguyễn Trung Trật Lão. Mà cái vua Hùng Dương, vua Hùng Dương, vua này, vua nội kia là một ngàn vụ gì vậy? Cũng ấm lắm. Thì nhà bà đâu ấm lắm, 6-7 ấm. Thì tưởng Nguyễn để ra. Của ấm nó có tưởng Nguyễn. Là ông trước đó không bà? Ông vua chay hả? Vua Hùng Dương là ngàn năm dựng nước rồi bà. Ông ra, thôi bà ông gần quà, chứ táo ấm thôi bà. Bà nói cái táo là ấm. Ông chọc cái táo ra. Cũng lại tiền. Cái bộ này. Không lên tượng luôn à, muốn làm này, muốn làm gì nữa đó là muốn lợi dụng lên tượng lá được. Ông như ông thường thường đẹp của cha từ đồng bằng ra như bà này. Nghe không? Vua ta có cha là đàng hoàng, ta tự lên tượng ta để gì để hàng ngàn chỗ vậy ra cũng làm đi. Ừ,
dọn đứt mặt cho làm như thế nào đúng không? Đứt con ngỗng luôn à, ông đứt hoài mà lộ tượng đá không có dám đụng ổng không, đái ở đái đái đi ổng đụng đá đó. Sao cái gì cũng qua hết trơn rồi. Có bằng gương gương mẫu, có bằng gương mẫu của ai? Vậy là làm có quà không? Bà có 5-7 ao nhưng mà cũng có cái tên một là đều đặt, đặt chuyện này đặt chuyện kia, đặt hoài tên này tên nổi tên kia chứ con tên gì bà tên gì. Lý do là sao mà một người mà nhiều quá không vậy? Thì bà đẻ ra không đó. Chứ không có chứ không mẹ nó hoài. Bà nói là bà đẻ ra không mà ví dụ như đẻ con rồi đẻ nó nữa kia ví dụ vậy đó. Bắt đầu là nhiều ông quá lên tượng về chỗ này ông này kia kia là đứng à. Thì bây giờ nhà ba ông vương năm là sao người đứng sáu chỗ. Cứ sáu quốc lộ. Cứ xây hoài tới gõ chưa là như vậy. Bà đâu có kia miếng đào đâu bằng cát rồi, bà nói nấu canh cho bằng cát chị cũng biết rồi, bà cho bạn bạn không chị. Sao mà lúc hổm dậy là đây là ngay bữa cơm không vậy bà? Là lý do cái cơ gì vậy bà? Con đi chưa quá. Con đi sớm chút bà đâu ăn. Sao đi mấy lần rồi đó là đi ngay bữa cơm rồi đó. Là lý do sao bà? Bữa cơm sáng. Như mình ăn là no là sao bà? Bà nói là cơm sáng như thế này. Chứ đúng giờ dắt cơm sáng biết không? Ừ, chừng nào mà đi về Chị Thiên bà mà làm việc cho bà? Ủa bà đi về Cà Mau vậy tiếc làm vậy? Sao bà tránh chút mà họ về bà? Bà đem bữa cơm về với thăm bằng chút đã, vậy là bà thăm. Biết rồi sao bà không Thiên mà? Ở Thiên hả? Về Thiên mới được. Bà nói với con là phải lên. Chỉ ngay cho bệnh viện cũng lên hoài hoài, có mấy tầng lầu một chặt. Chị Thiên nghĩ thôi. Sao bà không lên Chị Thiên mà bà đi xuống tầng này? Ở đây có chùa của bà chứ đó. Nói cho bà nghĩ ở đó mà bây giờ phải sống mà trái đất của bà phải đi, ông vua đứng chết tỉnh tại bà phải đi theo. Có qua là sửa chưa? Gì sửa ở đâu à? Chúc bà chở bà qua bà chị. Đình phong quá hả? Chúc chở bà bán cho bà chị. Bây giờ con hiểu là đình phong lịch sử nó như thế nào nè bà? Ôi dồi ôi, hậu dữ à. Bà nói lịch sử của đất gì đâu à. Thật chứ bà đi chiến tranh cái này tỏ gì. Rồi bà cắt chặt này chặt kia lên đi lịch đi thôi đất gì. Cái đình đó là lúc trước là ai là người đứng ra lập cái đình đó mà? Trời ơi, đình mới đây, mấy chục năm nay, còn biển cả ngày xưa bà chưa nói. À, là sau này là ai là ngự ở trong cái đình đó mà? Ai ngự vậy? Cái đình đó hả? Cũng như cái miếu hay là như cái chùa vậy thôi, đất què chứ. Tại mà để lịch sử qua đó vậy đó. Chùa khác, chùa qua. À, cả chùa, thôi bà nắp quá trời ngoài chùa. Phải có người giữ chứ? Thì đứa này giữ có gì đâu nhớ thích. Đình phong đó ngày xưa là có các vị vua đó là vua Chăm ngày xưa đó các bạn. Thì bạn chỉ có ông vua đó đẻ ra dạy ông vua nữa rồi thôi. Còn bà lẽ thì được nhiều ông sáu với ông vậy thôi. Nói hoài, có ông thích nhóc chạy hoài không? Ông thích nhóc là ông nào đó các bạn? Nhóc cũng vua Hùng Dương. Thành chúa thì cũng thường thường này trên đời này có nhiều hoài chúa chúa chẳng ngàn chiếc mặt qua trong mẹ rồi mấy gì nó xuống là để làm nhiệm vụ gì bạn? Nhiệm vụ đánh giống trước rồi qua thánh chúa nhưng mà chúa giống giống nhau giống mà giống nhau nằm bữa đâu rồi mà đẻ ngài chúa lên thành giống cũng lên bà này đẻ đây nè bà nói chị chúa là chúa liền chị giống cũng vậy. Thánh Nhóc xuất hiện chưa bà? Bà này ông vua là ai? Ông vua Thánh Nhóc chứ mà ai là Tượng Nguyễn ngoài nước không hoài. Đây là vợ con ơi, con ông em được rồi. Cái gì mà để lửa chút mới đi rồi. Hơn đó là đứt tay bà trơn rồi. Mới là tôi tiên rồi. Chốt để miếng nước vô cho nó bị ra đi rồi. Chịu khó không được rồi. Anh đi là chạy con qua nhiêu đủ rồi chào các giả đây rồi phải có đi vừa rồi đây thì chào các giả đi luôn rồi anh đi lấy gạo mua đồ ha lại chạy mua gạo à lại bà chúa lấy đỡ đi con ơi ít tiền quá có 30 ngàn sao mua được rồi mua hết bình trà bông à tắm ngồi tắm chết kìa đủ chưa đủ rồi và hết trơn tiền này là còn có tiền đồng mới đưa chịu qua đó
Thế còn lễ dành mua ăn chứ từng lễ nữa tiền đâu ăn. Xài cái đi một quá trời xài mà bao mua cái sọ nào phí tiền lắm bà như này bà con chịu cái mấy hồi nào con đưa còn nguyên cả mấy hồi nào đâu con sao? Chịu bạc chưa sao mà nát tiền rồi con giữ hoài để dành nó quên nữa quên mua cái tay cho bà nữa cái gì bà đem bà chết mờ thì nhớ mua chút vô tiền tập quá mua cho bà vài cây đi à chứ để đó tiền để túi lỡ mất nữa. Ừ, chuyện này được quá anh con lâu quá nhớ mờ lâu quá bà cũng nhớ nhìn tay à. Tay là ngày xưa của bà đưa ra mà. À, đúng rồi bà lâu quá rồi bà không nhớ con nhắc bà mới nhớ. Chú chiếu đi chợ. Bà hàng tập quá bà hát bà hết trơn mà bà còn quên nguyên tay à. À nãy mua gì cũng nhớ. Mình mua gì một đống nữa kìa. Sáng sinh mua cao lan chứ mua gì đâu. Cao lan chứ có 100 gram đậu đi có gì đâu có gì đây đâu con đòi. Sì. Bà nói không có gì trơn à đi chẳng mua thêm đi à đi 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 à. Ôi, bà giấu à. Sao bà bán đậu dí bà. Sáng đi mua con trái này với con bình này là được đường thờ nó mới kêu mua thêm này à. Mua bơ nữa kìa. Nó chơi bạn giờ nè đã trong nồi nè gì đây cho bạn đi à. Gì cũng sống đó thì nè. Thì trong nồi nó ăn còn hả được bà. Ừ, bà nói nè hả bà bẻ gan liền giờ thôi bà ăn rồi không ăn nữa chứ tiếp tính sao. Rồi thôi mình đi đi chợ bà mua đồ ha. Vậy tôi chào bà dưỡng giáo luôn bà ơi. Ô chào đây nghe nào nhớ nhắc bà mua kim tay nha con à. Nhớ chắc mua kim tay nha con ơi à. Gần đây đẳng à bà dễ dãy thôi cũng có tiền thôi à bà mua 200-300 ngàn này à, bà chà băm mẹ trên cho gọi đi à. Rồi thôi à, tự nó mua đi gạo đó nó mua tự mua đi nghe định kêu bà nghe thế lại bà chúa lấy gạo hay là mua à mà bà mua bà chà băm mẹ trên 250 còn 50 ngàn mua gạo cho đủ không có nó nguy hiểm làm sao dám chở bà đi tên là chúa xét bên à có cây số là cũng la hoài hai cây gì đâu thì lấy gì cho thông bắt ai chịu bà. Để lại đây cái loại đây đi chút về nấu ăn nữa. Bây giờ đi nó chị nói chút xíu nó mèo nó vô luôn cái chân luôn á. Gao ăn được sao? Để đại với gao ngoài này bây giờ lấy cái luôn cái loại đi à, bạn có tiền mua còn chịu à. Ừ, bây giờ canh để đó này đi có gì hấp bỏ ai hấp bỏ chi để đi à dạ con à để chịu ăn hết con á ồ để chịu ăn hết chịu con nào bà có ai tạo đâu bà nó giúp con gì hấp bỏ ai nào ừ ra về con ai đi con ai ồ đi chút về tính nữa ha con à ồ rồi con đem vô để mình có nó đại mà ồ bà nó chết đói mà ừ rồi vậy đi các bạn ai đi con thôi bà đi chợ mua đi con à. Con đi theo ngoài xe trước các bạn. Ngoài xe trước các bạn. Rồi bây giờ này xin kết thúc luôn vậy ơi, mình gì đón xe bây giờ tiếp theo nhé. Xin chào.